cuộc đua trụ hạng và những cái tên bất ngờ. Giai đoạn 1 của mùa bóng 2023-2024 gần khép lại, cuộc đua trụ hạng vẫn tạm khoanh với nhóm 3 đội HAGL, Viettel và Khánh Hòa. Nhưng bên cạnh đó còn có hai cái tên khá bất ngờ là Hà Nội và Hải Phòng, những đội từng tranh đua top 3 trong những mùa bóng trước đó. Đáng chú ý là phong độ thất thường đang diễn ra ở hai đội bóng của thủ đô là Hà Nội Fan Club và Viettel Fan Club. Nét chung ở hai đội này là tự làm yếu mình, hay nói đúng hơn là lỡ nhịp trong cuộc đua tranh vào top đầu trên bảng xếp hạng qua nhiều lượt thay huấn luyện viên. Khi V-League 2023-2024 chưa nhập cuộc thì Hà Nội Fan Club đã thay thầy ngoại Bandovic bằng nhà cầm quân trong nước Lê Đức Tuấn. Sau đó chuyển sang Đinh Thế Nam trước khi chốt hạ bằng huấn luyện viên người Nhật Bản Iwama. Việc thay đổi huấn luyện viên liên tục ảnh hưởng đến lối chơi là điều hiển nhiên, chính vì thế mà Hà Nội Fan Club gần như mất đứt gần nửa giai đoạn 1 để tìm sự ổn định ở cabin chỉ đạo. Thuận lợi cho Hà Nội Fan Club là dàn lực lượng của họ vốn không tập hợp từ nhiều nguồn như một số nơi khác, tất cả thi đấu chung từ nhiều mùa bóng vừa qua và những bổ sung từ nhân tố trẻ do chính mình đào tạo cũng không mất thời gian để hòa nhập. Khả năng Hà Nội Fan Club sẽ sớm thoát khỏi khu vực cuối bảng là điều dễ xảy ra bởi bộ khung khá mạnh. Nhưng vốn mất gần nửa giai đoạn 1 để điều chỉnh từ những thay đổi ở ghế huấn luyện viên trước đó. Tương tự như vậy là những gì đang diễn ra ở đại diện khác của bóng đá thủ đô, Viettel Fan Club đang đến rất gần với vị trí cuối bảng sau trận hòa trên sân Lạch Tray. Viettel Fan Club đang trượt dài trên bảng xếp hạng mà nguy cơ xuống cuối bảng luôn có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Viettel Fan Club cũng cho thấy sự bất ổn trong lối chơi khi thay huấn luyện viên nhiều lượt từ đầu mùa. Diễn biến ở Viettel Fan Club hay Hà Nội Fan Club cũng không khác gì ở Công an Hà Nội Fan Club. Cả hai sớm muộn cũng thoát khỏi khu vực cuối bảng, nhưng việc trụ quá lâu ở nhóm cuối bảng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tranh top đầu chung cuộc của cả hai. Chia sẻ mới đây, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết các học trò của ông đang gặp một áp lực vô hình kể từ khi Viettel Fan Club gắn trở lại cùng cái tên huyền thoại thể công. Đó cũng chỉ là một nguyên nhân, cái chính vẫn ở việc thiếu sự ổn định từ cabin kỹ thuật như đã nêu đã vô tình tự làm suy yếu mình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.